Trời tự thầy ăn mì, thầy lại ăn trứng trước nha anh em. Trời ơi trứng, đù sao nó chín ử. Quái lòng thiệt, hồi nãy nó còn sống mà sao giờ nó chín ử. Sao giờ nó chín, chín quái lòng thật sự. Hồi nãy thầy thấy nó còn ướt mà ta. Đợi lâu trong nước nóng nó chín. Đù rồi trong nước nóng nó chín hả? Ngon. Trời ơi. Đù sao nó nhanh chín được, hồi nãy thầy thấy nó còn hồng đào. Trời ơi, ngon. Ngon quái lòng luôn anh em ơi. Trời ơi nó ngon. Trời ơi hồi nãy nó chưa chín ăn ngon hơn anh em à. Giờ nó chín hơi chín. Hơi chín rồi anh em à. Trời ơi ngon. Trời ơi nó ngon. Trời ơi nó ngon. Ngon quái lòng luôn anh em ơi. Trời ơi nó ngon. 12 cây anh em quái lòng. Trời ơi. Trời ơi nó ngon quái lòng luôn. Trứng này mà chấm muối ớt phải nói là quái lòng anh em ơi. Wow. Rung tay, đói mà rung tay luôn anh em à. Trời ơi. Wow. Nó ngon. Trời ơi, quái lòng. Wow, nó ngon. Trời ơi. Ngon quá anh em ơi, trời ơi nó ngon quái lòng luôn. Trời ơi nãy giờ đó. Thầy mới tìm ra được một cái trứng ngon quái lòng anh em à. Nè. Trứng này nhưng mà nó hơi chín hung rồi anh em à. Anh em nhìn nó hồng đào này nó mới ngon à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó ngon. Chào 13 các anh em ăn dữ vậy ai đồ lọc. Cái bè gối mì mà ăn dữ vậy anh em ơi. Mười ba ke tư quải lòng lên cho thầy một mờ tim nào anh em ơi, một mờ tim anh em ơi. Trời ơi nó ngon. Trời ơi. Trời ơi quải lòng mờ bê cái bê quải lòng. Ngon quá anh em ơi. Trời ơi nó ngon. Mười ba cái anh em đang xem thầy ăn mì tôm đúng là quải lòng. Trời ơi nó ngon. Ngon quải lòng luôn anh em à. Cái nít được bao nhiêu bao lô rồi? Quải lòng 2 cái bê bơ lô quải lòng thật sự. Thầy mới lập luôn anh em à. Ngon. Trời ơi anh em ơi nhìn nè anh em ơi. Hồng đào đây anh em ơi. Trời ơi.
anh em tám người ăn cái trứng cho vui đi nè. Vậy đó, kêu ông anh nữa, còn mấy cái trứng thầy cho bốn anh em ăn cho rồi. Nói chung mình ăn mình cũng phải biết chia sẻ cho anh em à, tại ăn xấu cái trứng rồi anh em ơi. Cho nó chín quá à, ông thích ăn hả? Ông thích ăn sống hả? Ừ. Trời ơi, cảm ơn hơn. Trời ơi. Mọt mờ qua lâu, mọt mờ kiếm mạng em ơi. Một mờ tim rồi anh em ơi, vãi lòng quá anh em ơi. 12k bao lưu anh em ơi. Hồi nãy tôi định lấy cái trứng của anh mà thấy ông mà đỡ 10 trứng. Ăn đi cho 9 trứng nó đẹp hơn. 12k sau. Vãi lòng. Nay ta bứt bê gối luôn anh em à. 12 cây sơ chín không? Trời ơi. Này anh luộc bao nhiêu trứng? 13 cây rồi, quả lòng. Ăn hay ăn hết đi. Hồi nãy giờ 13 cây hơn rồi. Thầy nhường trong anh một cái trứng này đây. Nói chung ăn là phải biết chia sẻ anh em à. Không. Có, em lên lấy lấy. Chào 12 cái chín anh em nha. Cô cái cốt nào lấy lấy xong là cô cốt nào ai ai luôn. Do nãy mì thầy cho nó nửa nhiều quá anh em ơi. Đâu tắm được đâu mà la. Chào 12 cái cháu. Trời ơi nó ngon. Ngon quái lòng luôn em ơi. Trời ơi. Trời ơi nó ngon. Ngon quá anh em ơi, trời ơi, nó ngon quải lòng luôn anh em ơi. Mời anh em nha. Trời ơi. Mời 2,5 anh em ơi. Mời 2,5 anh em ơi. Ngon quải rồng luôn thầy ơi. Đúng rồi em ơi. Đúng là mì tôm bỏ rau sống vô ăn nó ngon tuyệt vời luôn á vợ à. Đúng không? Đúng không vợ? Trời ơi thầy ăn anh em nhìn cái mặt của thầy nè, nó đổ mồ hôi ra vì nó quá ngon anh em à. Tại vì nó quá ngon, ăn mì tôm mà dính răng anh em à. Phải lòng thiệt đó chứ, ăn mì tôm mà cũng dính răng nữa. Trời ơi nó ngon. Tính ra nãy giờ tôi ăn bao nhiêu ta? Bè gói mì 6 trứng. Về 6 cái trứng. Quải lòng thật sự anh em ơi. Sao dạo này thầy ăn mì tôm giống như thầy thèm mì tôm vậy anh em ơi. Ngày nào cũng ăn mà không ớn. Ăn riết nóng bị dông re luôn. Mà đúng là mình ăn mì tôm cái kiểu mà nó nghiện anh em à. Ăn không biết ớn luôn. Hôm bữa giờ thầy ăn chắc cũng kẻ thùng mì tôm á. Mới có mấy ngày à. Đỡ ngứa cho anh. Đỡ ra ăn mì tôm nhiều quá đỡ ngứa luôn rồi. Quải lòng thật sự. Thầy bị ngứa cái lưng mà vợ thầy cho thầy ăn mì tôm hết ngứa luôn. Quải lòng. Quải lòng quá anh em ơi. Chào 12 cái bé anh em. Ngon.
Trời ơi. Đâu thầy coi thử. Đầu 2.5 rồi anh em ơi, kênh mới của thầy 2.5 người xem rồi, người follow rồi anh em ơi. Thầy học được cửu âm lỗ tai cây chưa thầy? Vải lòm làm thế nào để được vải lòng ăn kè chua? Thầy nãy thầy mới múc quen kè chua của anh em à. Ủng hộ chịu đù. Trời ơi, vải lòng thật sự anh em ơi, vải lòng thật sự anh em ơi, của thầy á, này của thầy á, vải lòng thật sự 11.5. Ngon. Trời ơi nó ngon. Ngon quải lòng anh em à. Trời ơi. Trời ơi nó ngon quá vợ ơi. Hầu quên nó ngon. Trời ơi nó ngon. Nay không lai nha. Em mệt đâu có tắm được, hồi nãy em hút mỏi thì em mé không cho tắm. Ngon quá, 11 ke anh em. Bè gói mì mà húp hết nước, vải lòng thì coi cho. Sao dạo này thầy ăn bạo dữ dằn vậy anh em? Anh em biết lý do vì sao mà bữa nay thầy ăn bạo cỡ này không anh em? Ngày nào cũng ăn mì tôm á, ngày nào cũng ăn bê bốn gói mà không biết ớn anh em à. Ỉ không re luôn. Quậy lòng. Trời ơi nó ngon. Trời ơi nó ngon dữ dằn như trời. Trời ơi anh em ơi. Trời ơi. Anh em nhìn nè. Không biết ớn lẹ gì luôn anh em à. 15 ngày ăn mì tôm liên tiếp. Vải lòng thật sự. Qué vải lòng. Ăn ít mì thôi thầy. Ừ ok em. No, nói chung nó chưa no lắm anh em à, nó cũng được. Nếu mà thầy có thể ăn được một gói nữa, nhưng mà thầy không ăn nữa, ăn nhiều quá, ăn no quá nó thành ớn, nên là thầy em mỗi lần thầy ăn vừa cái bụng thôi, nó cũng no nhưng mà mới vừa no thôi. Mình ăn như vậy á, lần sau mình ăn mì nữa nó sẽ không ớn. Còn anh em mà ăn cho nó no, no quải lòng vô dầu nữa. Sao nó ớn lắm anh em à, thầy máu bị phòng tay anh em à, quải lòng thiệt. Chào 9.9 anh em. Bây giờ thầy sẽ vô luộc 5 cái trứng luôn nha anh em. Ăn gì nữa? Luộc trứng ăn hồng đào. Luộc trứng hồng đào còn một chén muối nè anh em. Cùng nhau. Anh em. Làm anh em. Bây giờ thầy sẽ vô luộc 5 cái trứng luôn. Anh em thấy ok không? Chào 9.1. Còn 5 cái thầy luộc hết luôn nha anh em. Mở đây.
ăn sạch luôn anh em à. Đó, anh em thấy ok không? Chào 8 ke 4 anh em. Còn có đúng 5 cái rồi anh em ơi. Còn có đúng 5 cái trứng rồi anh em ơi. Quất luôn. Tính ra tối nay nếu mà thầy ăn 5 cái trứng nữa, thầy đã hao 15 cái trứng rồi anh em à. Vãi lòng thật sự. 15 cái trứng. Vãi lòng thật sự. Vãi lòng thật sự. Vãi lòng thật sự anh em ơi. Vãi lòng. Quá vãi lòng anh em ơi. Hãy cái đó ra đi anh em. Chào 8 ke anh em. Ấy cái bàn luôn anh em. Rồi trong lúc mà thầy đang chờ trứng nó chín, đổ cái chén muối lại nha. Đổ cái chén muối lại tí nữa ăn. Ăn trứng. Trong lúc đang chờ đợi chín trứng chín đó, thầy sẽ quét nhà nha anh em. Anh em thấy thầy vãi lòng không? Đổ rác rồi luôn anh em ơi. Trong lúc đang chờ trứng chín thì thầy sẽ quét nhà cho nó có lợi, cho ở không làm gì, đúng không anh em? Ở không làm gì đâu mà quét nhà đó, những lúc rảnh mình quét nhà cho nó sạch sẽ cái nhà của mình anh em ơi. Anh xin mời em.